Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Vậy thì trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Giáp Thân 1944 vận trình sẽ ra sao, cát hung thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi để nắm bắt được cái vận trình và đưa ra những cái phương án hợp lý để nắm bắt được cái vận thế, có được cái tài lộc may mắn và sức khỏe dồi dào trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ này. Quý vị thân mến, nói chung những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng thì trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn là cái năm thứ 3 của năm Tam Tai, nhưng mà cũng sẽ được gặp cái may mắn là do được cục diện là tam hợp với Thái Tuế. Bước sang năm 2025 nữ Tỵ lại được cục diện là Tỵ Thân là lục hợp nữa, nên là đây cũng được đánh giá là một năm khá là may mắn cát tường đối với những người tuổi Giáp Thân. Vậy thì cái vận trình cụ thể của những người tuổi Giáp Thân sẽ ra sao, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng xét nhé. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Giáp Thân nữ mạng sinh năm 1944 thì năm 2025 năm Ất Tỵ là 82 tuổi. Những người sinh năm 1944 là tuổi Giáp Thân thì có thiên can là Giáp, có địa chi là Thân, người này có lá số là Dương Nữ, có ngũ hành là Tuyển Trung Thủy, đó ạ. Có cung mệnh là Cung Khôn thuộc Thổ, được gọi là Quá Thụ Chi Hầu, có nghĩa là khỉ leo cây. Có xương con khỉ, tướng tinh con heo, con nhà Hắc Đế, tử tánh phú quý. Thưa quý vị, những người tuổi Giáp Thân nữ mạng thì có nhiều cái triển vọng trong cuộc đời, số thì có phúc đức và hưởng được giàu sang phú quý trong cuộc đời này. Những người tuổi Giáp Thân thì sống cái cuộc sống bình thường đấy, cũng không lên cao quá mà cũng không xuống thấp quá. Tiền vận thì có nhiều cái triển vọng trong cuộc sống, thì tình cảm, tài lộc cũng như là về vấn đề công danh và hạnh phúc tình duyên ấy, thì cũng được gì may mắn. Hậu vận thì an nhàn, hưởng được cái sung sướng. Về tài lộc thì cũng sẽ được may mắn và gì thu hoạch được khá nhiều cái lộc lá do đã tích lũy từ thời gian trước đến giờ, và họ là những người mà không phải lo lắng nhiều về cái chuyện là cơm áo gạo tiền. Nói chung ấy, thì những người tuổi Giáp Thân nữ mạng thì vào cái thời trung vận ấy thì cũng có công danh đấy, cũng có lúc lên đến đỉnh cao và có triển vọng về thành tựu, đặc biệt là những người làm công chức thì công danh sự nghiệp thì sẽ càng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Giáp Thân nữ mệnh đã bước vào cái độ tuổi là gì, độ tuổi 80-82 rồi. Nói chung ấy, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc, quyền lực, công danh sự nghiệp thì cũng không phải là cái nỗi lo chính của họ nữa. Những người tuổi Giáp Thân nữ mạng trong thời gian này thì họ gì chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, bồi dưỡng sức khỏe và vui vẻ bên con cháu, gìn giữ gia đạo được yên vui và tận hưởng cái tuổi già của mình đó. Và để xét về cái vận hạn của năm 2025 năm Ất Tỵ thì chúng ta dựa vào cái yếu tố thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là cái hệ thống sao chiếu mệnh để từ đó đưa ra được những luận đoán chính xác nhất về cái vận trình của những người tuổi Giáp Thân nữ mệnh. Cụ thể như sau, trong năm 2024 Giáp Thìn thì chúng ta có gì? Chúng ta có tuổi Giáp Thân ấy, thì có thiên can là Giáp, đúng không ạ? Giáp mà gặp Ất, Giáp gặp Ất thì nó là gì? Nó là vận kiếp tài, nó là vận kiếp tài. Năm 2025 năm Ất Tỵ thì gặp cái kiếp tài nó lâm vận. Vậy nên năm nay thì gia chủ cần phải cẩn thận trong cái mối quan hệ, vì là sẽ xuất hiện cái kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ với cuộc sống, nên là cũng không được thuận lợi hanh thông cho lắm. Hơn nữa, trong năm nay thì những người tuổi Giáp Thân cũng nên chú ý nhiều đến các mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh. Quý vị nên có những cái cách hành xử hợp lý để giải quyết, tránh những cái xung đột kẻo lại ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Bên cạnh đó, xét về cái mối quan hệ địa chi thì chúng ta có Thân gặp Tỵ, đúng không? Thân gặp Tỵ, Tỵ Thân là cục diện lục hợp. Vậy nên trong cái thời gian này thì cũng rất tốt cho cái vận trình của những người tuổi Giáp Thân ấy. Mặc dù cái công việc bị cái quan hệ công việc nó bị kiếp tài nó ăn ngữ, nhưng mà về cái mối quan hệ về địa chi nó lại được cục diện lục hợp nó tương trợ. Vậy nên nó cũng hóa giải được phần nào. Và nhìn chung ấy thì công việc cũng tiến triển thuận lợi, càng làm thì càng thắng, tài chính thì càng ngày càng được gia tăng. Với những bác mà đang còn kinh doanh buôn bán ấy, vẫn hỗ trợ con cháu ấy, thì đời sống vật chất cũng khá là phóng khoáng, không phải căn khe nhiều trong chuyện chi tiêu. Đó. Bên cạnh đó thì chúng ta có để cái năm Ất Tỵ này này, nó ẩn tàng ba thiên can là Bính, Mậu và Canh. Đó. Chúng ta có Giáp gặp Bính thì nó là thực thần, Giáp mà gặp Mậu thì nó là thiên tài, và Giáp gặp Canh thì nó là thất sát. Nó là thất sát, đúng không ạ? Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn còn ẩn chứa những cái cát tinh như là thực thần và thiên tài. Nó báo hiệu là năm nay các bác cũng được rất nhiều lộc lá. Đấy. Đặc biệt là những bác nào vẫn còn đang ý định kinh doanh buôn bán đầu tư ấy, thì sẽ thu được những khoản lợi nhuận nhất định. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét Giáp gặp Bính thì nó là thực thần. Được thực thần nó án ngữ
Nên là trong thời gian này những người tuổi Giáp Thân, nữ mạng thì sẽ có nhiều cái cơ hội để chỉ gia tăng cái thu nhập cho mình. Ở trong thời gian này thì quý vị cũng có lộc ăn uống, đấy cũng được người khác gọi là gì? Nói chung là được tham gia những cái hội nghị, những cái cuộc họp. Nói chung là năm nay là chuyện vui đến cũng khá nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta có Giáp gặp Mậu thì nó là thiên tài. Cái thiên tài nó báo hiệu là gì? Cái lộc lá của các bạn, tiền bạc của các bác ấy thì cũng không lo thiếu thốn. Đấy, cứ gì tập trung vào cái công việc của mình ấy, thì sẽ thu được một cái lợi nhuận đáng kể. Một số người thì còn may mắn do cả thực thần và thiên tài chiếu mệnh, nên một số bác cũng có cái cơ hội là trúng số đổi đời nhé, trúng số đổi đời trong thời gian này. Vậy nên các bác hãy tận dụng cái cơ hội để gì gia tăng thêm cái tiền bạc cho mình nhé. Bên cạnh đó hơi tiếp một chút là chúng ta có Giáp gặp Canh thì nó là cái thất sát. Cái thất sát nó án ngữ, nó gây ra nhiều khó khăn trắc trở trong các mối quan hệ cũng như là trong công việc. Vì vậy mà để hóa giải cái thất sát và để gia tăng thêm cái thực thần thiên tài cũng như là gì hóa giải cái hạn kiếp tài, thì những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng ấy, các bác hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng. Thì đó là cái mối quan hệ thiên can địa chi, âm dương ngũ hành. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái hệ thống sao chiếu mệnh. Thì năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Giáp Thân 1944 nữ mạng là 82 tuổi. 82 tuổi gặp cái sao hạn là sao Kế Đô, đó, gặp cái hạn năm là cái hạn Thiên Tinh. Bên cạnh đó thì năm nay thì quý vị đã thoát khỏi cái hạn tam tai, nên là gì? Không còn bị cái hạn tam tai nó ăn ngư nữa. Nói chung ấy thì quý vị biết ấy, các cụ nói là gì? Nam La Hầu, nữ Kế Đô. Vậy nên là những người tuổi Giáp Thân 1944 nữ mạng năm 2025 gặp cái sao Kế Đô nó chiếu mệnh. Vậy nên là gì? Quý vị sẽ gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Các cụ vẫn có cái bài thơ về cái sao Kế Đô như là gì? Kế Đô sao ấy rông dài, chia tay đôi ngả không mong tao phùng. Tháng 3, tháng 9 thì bão bùng, nhức tai đau óc khốn cùng xác thân. Đây là một cái hung tinh với cả nam và nữ. Vậy nên năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Giáp Thân nữ mạng gặp cái sao này chiếu mệnh nên là xấu. Nó ảnh hưởng trực tiếp đấy. Và gì nó sẽ gây ra những khó khăn đặc biệt về sức khỏe cũng như là về phần công việc. Gặp cái hạn sao này thì thường gặp khó khăn thành thì ít mà bại thì nhiều. Và đặc biệt quý vị cần phải chú ý nhé, chú ý đặc biệt vào cái tháng 3 và cái tháng 9 âm lịch thì đây là hai tháng mà hạn sao Kế Đô nó nặng nhất. Tiếp theo chúng ta xét về cái hạn năm. Cái hạn năm thì quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn Thiên Tinh. Đó, cái hạn Thiên Tinh. Nói chung ấy, cái hạn Thiên Tinh nó là cái hạn xấu, nó chủ về sức khỏe kiện cáo, nhất là các bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột. Quý vị dễ bị ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ở cái tuổi 82 rồi ấy, thì cái hệ tiêu hóa nó cũng bắt đầu nó kém đi. Vậy nên những gia chủ tuổi Giáp Thân ấy cũng cần phải hết sức chú ý đến cái sức khỏe của mình, ăn uống cũng cần phải điều độ và có khoa học. Bên cạnh đó quý vị hãy tham gia luyện tập thể dục thể thao để nâng cao cái sức khỏe và tinh thần cũng như là gì về cái thể chất cho mình. Cái hạn Thiên Tinh đó là cái hạn nặng với nữ giới đó. Người nào mà gặp cái hạn này thì sức khỏe ngày một yếu đi, mắc những cái căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn về chức năng hấp thụ. Gia chủ cần phải biết hạn này thì nó gặp nhiều cái tranh cãi liên quan đến kiện tụng thị phi và vướng vào cái vòng lao lý đó. Nói chung ấy, trong thời gian này thì gặp hạn Thiên Tinh ấy thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhá. Thưa quý vị, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Giáp Thân nữ mạng thì đã thoát khỏi cái hạn tam tai nhá, nên cái hạn tam tai nó không còn đáng lo ngại nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý đến cái sao Kế Đô và cái hạn Thiên Tinh đó, Kế Đô và Thiên Tinh thì đây là cái hạn xấu. Vậy nên để hóa giải cái hạn này ấy, thì những người tuổi Giáp Thân nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Cái Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật đấy. Nó là cái pháp khí trên nó có chữ vạn đấy, mặt trước là có chữ vạn, mặt sau là có chữ phúc, được gọi là Vạn Phúc Chi Nhân. Và phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một cái loại đá mang cái năng lượng dương cao, nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn là gì có được một cái sức khỏe tốt hơn, và nó sẽ giúp cho gì được quý vị được tịnh tâm an nhiên. Thêm nữa, đây lại là cái pháp khí của nhà Phật, nó cũng sẽ giúp cho quý vị gì được gì khai sáng trí tuệ và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, để giúp cho cơ thể được khỏe mạnh và thì có tài lộc trong năm nay. Đấy. Cái Vạn Phúc Chi Nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng. Thưa quý vị, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng ấy
thì mặc dù là được cục tam cục diện tam à cục diện nhị hợp đúng không ạ, tị và thân là lục hợp, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng gì có cục diện tương hình. Cái cục diện tương hình này nó cũng gây ra nhiều khó khăn, nhiều trắc trở trong công việc cũng như là trong cuộc sống, đặc biệt là những người tuổi giáp thân ấy, nữ mạng ấy, thì trong cái thời gian này thì sức khỏe đã yếu, lại gặp thêm mấy cái hạn kế đô và thiên tinh nữa, nên là gì bị cái cục diện là tị và thân là hình đấy, tương hình với thái tuế. Vì vậy mà những người tuổi giáp thân nữ mạng ấy, quý vị cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế của năm Ất Tỵ năm 2025 để gì, để được may mắn bình an và có được những cái gì được thái tuế tương trợ giúp đỡ để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Thứ nhất là vừa để hóa giải cái hạn tương hình, lại vừa gì để tăng cường cái cục diện lục hợp. Vậy nên là gì, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để có được một năm bình yên may mắn và tài lộc dồi dào. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp thân 1944 nữ mạng nhé. Thưa quý vị, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi thân đúng không ạ, những người tuổi giáp thân thì lại có lưu niên thiếu âm tấu thư và thiên việt nó đáo đến. Vậy nên là trong năm này thì quý vị sẽ gặp cũng khá nhiều cái may mắn, cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ đấy. Thiếu âm tấu thư, nói chung ở trong nhà thì có nhiều cái chuyện vui, trong nhà có nhiều chuyện vui, vậy nên là quý vị có thể là gì có được những cái sự may mắn như trong nhà có chuyện hỷ sự, con cái thì có chuyện cưới xin, hay là gì trong công việc thì cũng được gì hanh thông thuận lợi, nên là quý vị cũng không cần phải quá lo lắng đó. Mặc dù ấy thì cái năm cái vận trình của năm ấy, nó cũng không được tốt cho lắm, sức khỏe cũng yếu, nhưng mà gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là có bệnh tật gì cũng dễ được quý nhân tương trợ và cũng sẽ sớm gì được chữa khỏi và có được sức khỏe tốt để quây quần bên con cháu cùng những người mình thân yêu nhất. Thưa quý vị, như vậy là gì, chúng ta vừa xét xong về tổng quan vận trình của những người tuổi giáp thân 1944 nữ mạng. Nói chung trong năm nay ấy, thì các bác cần phải tập trung chủ yếu vào cái sức khỏe của mình, nhé. Còn những chuyện về tiền tài danh vọng thì mặc dù nó cũng có nhưng mà gì nó chỉ nằm trong cái thiên can ẩn tàng, nếu mà các bác thì muốn có được thì cũng cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa đó. Thưa quý vị, như vậy là gì, chúng ta đã vừa xét xong về cái tổng quan vận hạn, bây giờ chúng ta cùng xét chi tiết trong từng tháng xem là tháng nào tốt, tháng nào xấu và tháng nào mang lại cái tài lộc may mắn cho những người tuổi giáp thân sinh năm 1944 nữ mạng nhé. Thưa quý vị, năm 2025 năm Ất Tỵ thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tháng riêng. Tháng riêng thì nó là tháng mậu dần đúng không ạ. Trong tháng mậu dần ấy, thì chúng ta có cái sao có lưu niên phúc đức đấy, cái thiên đức. Bên cạnh đó, phúc đức thiên đức là một cái sao tốt, nhưng mà nó lại có gì, có quan phù và đà la nó chủ về chuyện kiện tụng thị phi, còn đà la này nó chủ về dây dưa loằng ngoằng, lại không dứt khoát được. Vì vậy mà gì mọi việc thì nó đều bị gần như là trì trệ và khó có thể có sự quyết đoán. Thêm nữa, trong cái năm này chúng ta có dần và thân ở tương xung đấy, cùng dần thân tương xung, dần một khắc thân kim, vậy nên trong thời gian này các mối quan hệ thì nó cũng bắt đầu đi xuống đúng không ạ, sức khỏe thì nó cũng gì cũng gặp nhiều cái vấn đề, vậy nên là gì trong thời gian này quý vị cần phải hết sức lưu tâm nhé. Thêm nữa, trong tháng riêng lại có lưu niên lâm quan nữa đấy, vậy nên là gì đôi khi nó cũng cho quý vị biết là gì chúng ta sẽ có cần phải là cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có thể là gì có được một cái sức khỏe tốt đó. Trong tháng này các bác cũng tập trung vào sức khỏe là chính nhé, còn cái chuyện tài lộc công danh sự nghiệp thì cũng không nói ở đây. Đó là cái tháng riêng. Tiếp theo là tháng 2 nó tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão thì chúng ta có Mão Mộc gặp thân kim nữa. Kim Mộc là gì, nó cục diện xung khắc, vậy nên trong thời gian này sức khỏe nó cũng bị giảm sút và các mối quan hệ thì nó cũng xảy ra nhiều cái trắc trở đó. Nhưng mà may mắn trong cái tháng này lại có Lộc Tồn bác sĩ. Lộc Tồn nó là cái sao tốt, nó chủ về cái tài lộc, chủ về cái may mắn, chủ về cái tiền bạc đó. Hơn nữa là gì, cái bác sĩ nó chủ về cái sao là gì, sự uyên bác, sự tinh thông, và đây cũng là một cái sao giải thần, nó có thể là hóa giải đấy được cái bệnh tật ấy, vậy nên là gì nếu mà có bệnh tật trong thời gian này thì chữa trị thì cũng dễ khỏi đó, và đâm ra lại quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, nhưng mà cũng đừng vì thế mà quý vị chủ quan nhé, chỉ cần khinh suất một chút thì sẽ gì gặp nhiều cái khó khăn đấy trong cái cuộc sống cũng như là gì trong cái công việc. Thêm nữa, trong tháng này lại có lưu niên điếu khách. Đấy, điếu khách thì nó cũng nói lên rằng là gì trong thời gian này thì các bác nói chung ấy thì cũng cẩn thận nhé, kẻ lại mất tiền với bạc đó. Nói chung ấy các bác trong tháng 2 lịch thì có bác sĩ, đâm ra là gì cũng không phải lo. Bên cạnh đó có lưu niên quan đới nó hỗ trợ nữa, đâm ra là trong thời gian này những người tuổi giáp thân nữ mạng ấy, thì cũng không cần phải lo lắng quá về vấn đề sức khỏe của mình. Trong tháng này có cát tinh thì bác sĩ nó trợ mệnh nên sức khỏe không có gì đáng ngại, nếu mà có thì cũng chỉ là vài triệu chứng bệnh vặt và gì nhờ cái lưu niên bác sĩ nên là gặp không hóa cát.
Dù sao ấy, thì gia chủ cũng nên duy trì cái thói quen sinh hoạt điều độ, luyện tập thể dục thể thao đều đặn và cũng không nên mải mê quá với công việc mà bỏ bê cái cơ thể của mình. Cần phải chú ý đến các biện pháp dưỡng sinh để gì tăng cường cái sức khỏe cho mình nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 3 là tháng Canh Thìn. Tháng 3 Canh Thìn thì chúng ta có thể Thìn gặp Thân. Đấy, thì nó là cục diện tam hợp, nó cục diện tam hợp. Thì được cục diện tam hợp nó che chở giúp đỡ. Vậy nên cái vận khí của những người tuổi Giáp Thân nữ mạng ấy thì là hanh thông, tinh thần thì phấn khởi, gia đạo thì hài hòa, cuộc sống thì có ít phiền muộn. Tiền bạc trong thời gian này thì cũng không phải lo nghĩ, khá dồi dào, do con cháu làm ăn cũng được, hoặc là các bác cũng có nhiều cái mối quan hệ để gì để sinh ra tiền bạc trong thời gian này. Vận trình của những người tuổi Giáp Thân trong tháng này khá là suôn sẻ, lại thêm được gì nguyệt lệnh nó lâm ở đất mộc dục nữa. Nguyệt lệnh nó lâm vào đất mộc dục, nó lại gì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn gì có được cái chuyện kinh doanh buôn bán làm ăn thì lại tốt. Đấy, túi tiền thì dư giả, không phải lo lắng quá nhiều đó. Nhưng mà quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, trong tháng này thì nó có cái lưu niên trực phù lực sĩ và cái kình dương đó, thì đây là toàn là những sao xấu thôi. Cái trực phù thì nó nói lên rằng là trong thời gian này thì quý vị gì cũng hay bị do dự, khó có sự là khó đưa ra được quyết định đúng đắn. Thêm nữa cái kình dương này thì nó chủ về cái sát thương, nó chủ về đây là một cái hung tinh mà nó chủ về cái sự là sát phạt sát thương và nó cũng gây nhiều ra khó khăn cho gia chủ. Bên cạnh đó được cái sao lực sĩ là hộ thần của thái tuế, đây là một cái sao nó cũng gì mang lại cái sức khỏe, nhưng mà sức khỏe về thể chất đấy. Vậy nên là gì cái tháng ba lịch nói chung ấy thì cũng có những cái cát tinh nhất định nó đáo đến, mặc dù được cục diện tam hợp nhưng mà gì vẫn quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé về các mối quan hệ của mình. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Tháng 4 Tân Tỵ đúng không ạ? Tháng 4 Tân Tỵ thì chúng ta có cục diện là Tỵ Thân là lục hợp. Mà Tỵ Thân lục hợp. Vậy nên trong thời gian này thì công việc có thể là gì được mở mang thêm và ngày càng được suôn sẻ. Theo đó tiền bạc của những người tuổi tuổi Giáp Thân ấy, nữ mạng ấy, cũng sẽ được suôn sẻ hơn. Nói chung ấy, chất lượng cuộc sống cũng được tăng lên đáng kể. Trong thời gian này thì lại gặp cái đất lưu niên trường sinh, lưu niên trường sinh. Vậy nên là nó cho thấy là gia chủ luôn say mê và nhiệt huyết với mọi thứ, kể cả công việc lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, quý vị cũng nên dành nhiều thời gian hơn để gì cho bản thân. Các bác cũng đã gì ở cái tuổi là gì, nói chung là hơn 80 tuổi rồi, đâm ra là gì cũng nên giao bớt việc cho con cháu chứ đừng ôm tất cả mọi thứ vào cùng một lúc. Đó. Thêm nữa, lại trong tháng này lại được gì được cục diện là lục hợp, nó tương trợ lại có thêm gì lưu niên thái tuế và thanh long. Thái tuế là một cái sao mà đi với tốt thì nó tốt, đi với hung thì nó hung. Vậy nên là quý vị cũng trong tháng này cũng cần phải lưu ý về cái thái tuế. Đó. Còn thanh long nó là một sao tốt, nó mang lại nhiều cái vui vẻ, may mắn. Đấy. Vậy nên là quý vị có thể là gì cũng có được phần nào nó cũng gì yên tâm hơn. Nói chung cái tháng tư này này cũng là một cái tháng tốt nhá, tốt. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ thì chúng ta có Ngọ hỏa gặp thân kim, hỏa kim là xung khắc. Vậy nên trong thời gian này các mối quan hệ nó đi xuống này, đó, và sức khỏe nó cũng không được tốt. Bên cạnh đó lại có gì lưu niên nó là một đất dưỡng. Đấy. Thì nó cũng nói đến rằng là gì trong thời gian này quý vị có xu hướng là thường là gì ỷ lại vào người khác. Đấy. Những người tuổi Giáp Thân thì đôi khi cũng sẽ chịu thương chịu khó hơn. Gia chủ sẽ gì một mặc dù ấy đôi khi là dựa dẫm vào người khác nhưng mà gia chủ đôi khi cũng sẽ chủ động sẵn sàng đối mặt với những trở ngại xuất hiện trong thời gian này. Và nói chung bản mệnh thì cũng sẽ thể hiện được cái khả năng ăn nói và cái tài ngoại giao của mình nổi trội. Cư xử thì cũng khá là hào phóng. Vậy nên là gì cũng sẽ được một phần nào đó may mắn. Thêm nữa, trong tháng này có lưu niên thiên không và cái tiểu hao, thì đây là hai cái sao nó chủ về cái gì thất thoát về tiền bạc. Đó. Vậy nên quý vị cũng cần phải chú ý đến cái tiền bạc nhé của mình nhé, không nên là gì đầu tư một cách mù quáng nghe theo lời người khác. Đấy, bây giờ thì lừa đảo nó rất là nhiều, đặc biệt là gì lừa đảo qua hình thức online. Vậy nên các bác cần phải hết sức lưu ý đấy, cẩn thận kẻo lại tiền mất nhé, giữ bao nhiêu lại gì mình tích góp từ trẻ đến giờ bây giờ lại mất hết thì nó có hơi uổng phí. Thêm nữa là gì nó cũng có cái sao thiếu dương cũng là một cái sao tốt đấy, nó cũng sẽ mang lại cái ánh sáng, mang lại cái tài lộc và nó cũng hóa giải được phần nào của cái tiểu hao và cái thiên không. Vậy nên đây cũng là một cái tháng mà quý vị cần phải lưu ý đấy, lưu ý tháng này thì chủ yếu tập trung vào cái sức khỏe nhé, tập trung vào sức khỏe và các mối quan hệ để gì để cho được hài hòa hợp hơn đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 6 là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi thì chúng ta có Mùi gặp thân đúng không ạ, mùi thổ gặp thân kim thì được cục diện là thổ kim tương sinh. Vậy nên trong thời gian này sức khỏe nó cũng tốt lên. Thứ hai là gì các mối quan hệ thì nó cũng sẽ được đảm bảo, nó cũng hài hòa hơn, không bị những cái xung khắc thị phi quá nhiều nữa. Bên cạnh đó thì trong thời gian này
Đấy, quý vị lại có cái lưu niên tang môn và cái lưu niên tướng quân. Cái tang môn nó chủ về cái chuyện tang tóc buồn phiền, đã chủ về những cái chuyện buồn ấy, những chuyện buồn, những cái chuyện tang thương. Vậy nên trong thời gian này quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý đấy, hết sức lưu ý. Bản mệnh cần phải cẩn thận trong khi di chuyển, đi lại. Nếu có dấu hiệu liên quan đến bệnh tật ấy, hoặc là dấu hiệu cảm thấy cơ thể bất thường ấy, thì quý vị cũng cần phải báo con cháu đi khám chữa bệnh ngay để không bị quá muộn. Thêm nữa trong tháng này là có lưu niên tướng quân. Lưu niên tướng quân thì nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được cái sự quyết đoán. Đấy, có sự quyết đoán và đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và trong tháng này thì lưu niên nó lâm vào đất thai. Nó cũng nói lên rằng là quý vị sẽ nói chung sẽ đôi khi cũng hay do dự, hay chần chừ. Vì thế mà nó cũng sẽ dễ bỏ lỡ mất đi cơ hội, đấy, kể cả về sức khỏe lẫn các mối quan hệ của mình. Đã, vậy nên là tháng này quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Lưu ý, đấy, đặc biệt là sức khỏe của mình ấy. Lại vì có cái ông tang môn này, ông ấy án ngữ. Đó. Tiếp đến chúng ta xét là tháng 7. Tháng 7 là tháng giáp thân. Chúng ta có thân gặp thân thì nó tỷ hòa, đúng không? Nhưng mà ấy, tháng này thì lại những người tuổi giáp thân 1944 lại lâm vào cục diện tự hình. Đâm ra ấy, công việc làm ăn thì cũng gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều biến động. Tài lộc thì trong tháng này cũng sẽ dễ bị giảm sút. Kiếm tiền thì cũng khó khăn hơn trước rất là nhiều. Đặc biệt nó lại là tháng cô hồn nữa. Đó. Sức khỏe thì giảm sút trông thấy. Thêm nữa là trong thời gian này lại lưu niên lại lâm vào đất tuyệt. Đó. Lại có thêm cái gì? Lưu niên lâm tuyệt thì sẽ khiến cho quý vị sẽ thường có xu hướng là khó có thể là giữ được cái sự bình tĩnh của mình. Đấy. Bên cạnh đó lại có lưu niên thiếu âm, nhưng may mắn là có ông thiếu âm và cái ông tấu thư cũng nhờ sang thiên Việt. Thiên Việt nó là cái gì? Thiên Khôi là dương quý nhân, thiên Việt là âm quý nhân. Đấy. Vậy nên trong thời gian này cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, có khó khăn gì thì cũng sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhé. Thêm nữa lại có ông thiếu âm nó cũng là một cái sao tốt đấy. Thiếu âm nó chủ về sự nhẹ nhàng, tức là nó chủ về cái sự nữ, sau này thì tốt với nữ. Bên cạnh đó tấu thư thì trong tháng này thì cũng có nhiều cái tin vui đấy, nhiều tin vui về trong gia đình cũng như là trong các mối quan hệ đấy, thì quý vị cần phải nắm bắt lấy cơ hội này nhé. Nói chung tháng 7 âm lịch cũng là một tháng khá là tốt với gia chủ đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 8 là tháng Ất Dậu đúng không ạ? Tháng Ất Dậu thì trong tháng này nói chung chúng ta có thân kim gặp dậu kim thì nó là tỷ hòa, nói chung là các mối quan hệ nó cũng bình thường và sức khỏe thì nó cũng cũng không có gì biến động quá lớn. Bên cạnh đó trong tháng này thì nó lại có thân dậu tuất là cục diện tam hội. Vậy nên là trong thời gian này thì các mối quan hệ nó cũng sẽ tốt lên. Và những người tuổi giáp thân, ấy, nữ mạng sẽ có nhiều cái cơ hội để bứt phá trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Thêm nữa là trong tháng này lại có lưu niên quan phù và cái phi liêm. Đấy. Thì đây là hai sao xấu, vậy nên quý vị cần phải cẩn trọng nhé. Nó gây ra nhiều cái ảnh hưởng đến sức khỏe và đến tài lộc của mình. Bên cạnh đó lại có lưu niên lâm vào đất mộ nữa. Đâm ra là nó cũng sẽ kéo theo cái vận trình nó đi xuống. Không gặp được những cái may mắn tài lộc trong công việc. Vì vậy quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Trong tháng này thì cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe. Sức khỏe chủ yếu là sức khỏe thôi, còn tài lộc thì chưa tính. Đó. Tài lộc thì có kiếp tài này, đâm ra tháng này nếu mà có muốn kiếm tiền cũng khá là khó khăn đấy. Tiếp theo chúng ta xem tháng 9. Tháng 9 là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì cũng được cục diện là thân dậu tuất là tam hội. Nói chung ấy, được cái tam hội nó trợ giúp nên là cái mối quan hệ của những người tuổi giáp thân trong cái tháng 9 âm lịch này cũng khá là hài hòa. Đấy, khá là hài hòa. Những người tuổi giáp thân ấy sẽ có được những mối quan hệ tốt. Đó. Vậy nên là công việc làm ăn thì cũng khá thuận lợi và mang về cái nguồn thu ổn định. Gia đạo thì trong ấm ngoài êm. Có xung đột cũng chỉ là qua loa thôi. Đấy, tranh cãi sau đó mọi người đều thấu hiểu lẫn nhau hết. Thêm nữa, trong cái tháng này thì có lưu niên tử phù. Đấy, tử phù là một cái sao xấu, nhưng lại có ông hỷ thần nữa. Đâm ra là nó cũng nói về nhiều cái chuyện vui vẻ trong tháng này. Nhưng mà do có nguyệt lệnh nó là một đất tử, đâm ra là quý vị đôi khi thì nó cũng sẽ khiến cho bản thân gặp nhiều cái khó khăn trong cái quyết định. Đấy, trong quyết định. Vậy nên là nói chung các bác làm gì thì làm nhé. Trong tháng này thì cũng phải chú ý về phần sức khỏe và công việc của mình. Đấy, sức khỏe thì trong tháng này nó cũng không có gì là khó khăn. Đấy. Vì là được cục diện tuất thổ sinh thân kim, vậy nên là sức khỏe nó cũng khá tốt. Sức khỏe tốt cộng thêm các mối quan hệ thì nó cũng cũng đi lên. Đấy. Thứ nhất là được cục diện là ngũ hành nó tương sinh. Thứ hai lại là được cái cục diện tam hội, thân dậu tuất nó trợ giúp nữa. Tiếp đến chúng ta xét về cái tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch thì nó là tháng đinh hợi đúng không ạ? Chúng ta có thân gặp hợi là cục diện lục hại. Thân gặp diện là cục diện lục hại. Cái cục diện lục hại này thì quý vị cũng cần phải đề phòng những cái có kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu
gây tổn hại cái uy tín của gia chủ. Nói chung trong tháng 10 âm lịch thì gia chủ cũng gì phải luôn tự nhắc nhở bản thân hành sự một cách thận trọng và để mắt đến mọi việc. Đấy. Và tốt nhất thì quý vị cũng không nên gì quá tin người. Thêm nữa lại gì được cái lưu niên bệnh nó nhập mệnh nữa, nên là trong tháng này vừa bị lục hại lại thêm lên lưu niên bệnh, vậy nên quý vị cũng cần phải là gì chú ý đến cái sức khỏe của mình nhiều hơn. Sức khỏe thì nó không được khả quan cho lắm, vậy nên quý vị cũng nên để làm những việc vừa sức thôi. Nếu có việc gì thì nặng nhọc thì cũng nên nhờ con cháu nó làm, không nên cố gắng quá sức kẻo gây ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của mình. Dù gặp phải cái vấn đề gì trong cuộc sống thì cũng không nên suy nghĩ lo lắng thái quá hay là suy nghĩ tiêu cực, nó sẽ tác động không tốt đến cái hệ thần kinh. Những người tuổi Giáp Thân trong thời gian này cũng cần phải luôn suy nghĩ tích cực và giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan nhé. Bên cạnh đó trong tháng này lại gặp cái ông Tuế Phá nữa, Tuế Phá và bệnh phù đó. Vì thế mà gì đây cũng là một cái tháng khá là xấu cho những người tuổi Giáp Thân 1944. Vậy nên quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, đặc biệt là trong thời gian này có cả bệnh phù lẫn liên bệnh, nên là quý vị cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe của mình đó. Đó là tháng 10. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 11 âm lịch là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý chúng ta có Thân gặp Tý là cục diện tam hợp. Nói chung trong tháng này được cục diện tam hợp, vẫn nên cái vận quý nhân của những người tuổi Giáp Thân khá là vượng. Gặp khó khăn thì cũng có người đứng ra giúp đỡ. Theo đó mà cái công việc hay là cái chuyện gia đạo ấy, hoặc là vấn đề tình hình tài chính thì cũng duy trì ở mức là khá ổn định. Bên cạnh đó trong tháng này lại có Long Đức. Long Đức nó là một sao tốt, nhưng mà đi kèm với nó lại là gì? Cái lưu niên đại hao. Đại hao nó chủ về cái chuyện hao tốn tiền bạc. Trong tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu ý về phải làm sao mà giữ được tiền nhé. Chứ đừng có vung tay quá chén. Nhưng mà may mắn có đại hao nhưng lại có ông Thiên Khôi. Thiên Khôi là dương quý nhân, nó tương trợ. Vậy nên trong thời gian này quý vị cũng gặp được quý nhân giúp đỡ. Nếu mà có gặp khó khăn trong cuộc sống, trong công việc thì quý nhân cũng sẽ đứng ra giúp đỡ. Vậy nên là gì? Công việc nó cũng sẽ được hanh thông thuận lợi trở lại. Thêm nữa trong tháng này thì lại gặp cái lưu niên suy. Đâm ra là gì? Quý vị cũng cần phải lưu ý về phần sức khỏe của mình nhé. Sức khỏe của mình, đó. Tiếp theo, chúng ta xét đến tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch nó là tháng Kỷ Sửu. Chúng ta có Sửu Thổ gặp Thân Kim, đúng không ạ? Tức là Thổ Kim tương sinh. Vậy nên trong tháng này thì cái sức khỏe nó khá là tốt, đúng không ạ? Và cái thứ hai là các mối quan hệ nó cũng sẽ được hài hòa hơn. Bên cạnh đó thì cái vận khí nó cũng sẽ bình ổn. Đấy. Công việc làm ăn thì thuận lợi, tài lộc thì trung bình, nói chung không gặp phải cái rủi ro nào quá lớn. Thêm nữa lại gặp cái lưu niên đế vượng thì nên là trong thời gian này đôi khi những người tuổi Giáp Thân đôi khi có thể trở nên cao ngạo một chút đấy. Nếu mà gia chủ mà duy trì cái suy nghĩ này thì khó có thể là giữ được cái sự bình an, vì sẽ có kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ và tìm cách hãm hại. Lời khuyên dành cho những người tuổi Giáp Thân nữ mạng trong thời gian này là trong thế giới này còn rất nhiều người giỏi đó. Vì vậy mà quý vị cũng nên khiêm tốn một chút. Đấy, các cụ nói là một điều nhịn thì là 9 điều lành đó. Thêm nữa trong tháng này có lưu niên bạch hổ và cái phục binh nó chủ về sự tiểu nhân ghen ghét đố kỵ tìm cách hãm hại đó, chuyên là phục sẵn chờ các bác răng xa bẫy thôi. Còn cái bạch hổ này nó cũng chủ yếu về nó nói về cái chuyện là dễ bị trộm cắp hay là dễ gặp những cái tai nạn hình thương. Vì vậy mà những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng ấy, cũng cần phải hết sức lưu ý đó, đi đứng cần phải cẩn thận, tránh những cái họa huyết quan nó có thể xảy ra đến với mình. Thưa quý vị, như vậy tháng 12 âm lịch nó cũng là một cái tháng mà quý vị cần phải lưu ý nhé, sức khỏe tốt, nhưng mà quý vị cũng đừng có chủ quan, cũng nên luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để tăng cường cái sức khỏe cho bản thân. Đó là cái tháng 12 âm lịch. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Hy vọng những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình và đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống, để quý vị có thể gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, xu cát tị hung, giúp một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.